sự là hai trận trước là thấy cháu nó không được vào, cho nên là khi mà sang cái trận này mà đá thì thôi thì bảo với nhau là chưa chắc là Vương đã được vào sân đâu, cho nên là cũng không có muốn nó tạo cho Vương một cái áp lực gì hết, thì thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên, nếu mà cháu được vào là cái tốt nhất, còn nếu như không được vào ấy thì thôi, nếu khi mà điện cho cháu thì cứ động viên bảo là thôi con này thế là cũng là được lắm rồi, thôi con cứ cố gắng thôi. Thế thì đúng là khi mà cháu đã được vào sân thì nói thực sự là cái cảm xúc của gia đình là rất là phấn khởi. Nói thực sự với cháu là đúng là rồi là coi như là cứ thức đến sáng là cứ tí tái là xem điện thoại chứ không ngủ được đấy, mà nghĩ lại lại phấn khởi cả cho cháu nữa, bởi vì là cháu cứ ngồi dự bị thì mình cứ nghĩ là thương và thấy nó buồn. Vâng thì nếu như mà cháu mà được về đi thì thôi thì cũng gọi là nếu như cái gì mà hắn ấy thích thì là mình cũng sẽ là nấu món này cho hắn đi ăn. Cháu thì như cái ngày xưa đi thì nó rất là thích những món chiên hay là như là cái món đấy, nhưng bây giờ thì những cái món đấy là lại hắn ta lại sợ dầu mỡ. Giờ những cái món đấy thì hắn lại cháu lại không 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 hắn bảo mẹ ít dùng dầu mỡ đi.